Mẹ trông cháu có một tí thôi sao mẹ cũng than, nó ốm mẹ cũng kêu. Thế tại sao những lúc mẹ đi ra ngoài đường mẹ vui vẻ với thiên hạ còn không thấy mẹ kêu ca bao giờ? Rõ ràng nó mắng mẹ nó cơ mà, sao cứ như là nó mắng mình ấy nhỉ? Rồi giờ này mà vẫn còn ngồi đọc à? Ừ. Ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Tôi với bà sang chỗ vợ chồng thằng Đức xem nó thế nào. Không sang đâu. Này, ông xem, hội văn nghệ phường của tôi được lên báo đấy. Đẹp không? Ôi dồi, vẫn mấy cái bà túp lều lý tưởng hôm trước chứ gì. Ừ, hơi bị oách đây. Oách, kinh. Mà tôi đã bảo ông rồi, không phải sang. Kệ chúng nó, từ trước đến nay chúng nó vẫn tự lo được mà. Rồi, trước khác, bây giờ khác. Hôm qua bà không thấy cái Khánh nó bảo từ nay không nhờ bà thông gia nữa à? Bà thông gia không đến thì tôi với bà sang xem chúng nó có cần gì không, giúp một tay. Nhà ngay cạnh nhau, mình phải giúp chúng nó. Tôi đã bảo rồi, tôi không sang. Tôi không có cái ngữ con dâu ấy. Này, quay sang đây xem cái. Giống lắm. Cô bảo tôi giống ai? Giống kinh khủng ấy. Giống cái bà mẹ chồng ở trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng mà phát cách đây mấy năm mà bà cứ cắm đầu cắm cổ vào xem ấy. Này, bà rất chăm chú xem. Tôi tưởng bà xem thì cũng rút kinh nghiệm được phần nào. Ai ngờ bà còn ghê gớm hơn cái bà ấy nhiều. Ông thôi đi, ông đừng có mà nói thế nhá. Tôi mà thèm giống bà ấy à? Thì tôi thấy giống thì tôi cứ bảo giống thôi. Ông không biết đi, cả đêm hôm qua tôi có ngủ được tí nào đâu. Tôi nghĩ suốt đêm ấy, mắt cứ trong trong ra thế này này. Tôi nghĩ chán ra rồi. Mấy cái lời con Khánh nó nói, nghe thì cứ tưởng là nó mắng mẹ nó, nhưng thực tế ra là nó đang cạnh khóe, nó xỏ xiên tôi, nó đang mắng vào mặt tôi ý. Dâu mới trả con. Tôi nói cho ông biết, nó là đứa con dâu ghê gớm lắm chứ không phải dạng vừa đâu. Bà cứ hay nghĩ linh ta linh tinh. Linh tinh cái gì? Nó nói tôi gây khó, làm khổ, cằn nhằn, kể công, các thứ các thứ. Ông trả bênh tôi thì thôi. Nhưng mà tôi tưởng nó nói thế là nó nói đúng mà. Ông nói năng cái kiểu gì đấy? Thôi, tôi nói thật nhá. Nếu như cái Khánh nó có mượn gió bẻ măng thì trước tiên bà cũng phải xem lại bản thân mình đi. Không phải bỗng dưng nó nói thế đâu. Bà cứ nanh nọc ghê gớm cho lắm mà, rồi chỉ khổ con khổ cháu thôi. Nói tóm lại là bà có đi hay không? Không, tôi không rảnh. Thế mà cứ mở miệng ra là xưng bà ngọt xớt với bọn trẻ con. Này, bà đừng có mở miệng ra là chê bôi người khác. Trước tiên ý, là phải xem lại bản thân mình đi. Thôi, tạm biệt. Ông đứng lại, ông nghe tôi bảo đây. Đấy. Thế tóm lại, ông là chồng tôi hay ông là chồng người khác hả? Tôi là chồng của bà Hiền cách đây 30 năm mà tôi hằng ngưỡng mộ.